mình lại có một chiến thắng rất là thú vị luôn, đó là mình sẽ sửa chữa và lắp ráp những chiếc xe công trình đấy nhá. Ở đây mình có rất là nhiều xe này đang chuẩn bị đợi được bảo dưỡng nhá. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ lắp ráp chiếc xe này trước nhá. Wow, đây là một chiếc xe gì đây mình cũng chưa biết nhá. Bây giờ mình sẽ lắp bánh cho bạn nhá. Ok, mình sẽ lắp hai bánh sau trước này, mình sẽ siết chặt vào nhá. Chặt rồi bạn ơi, quay thử nhá. Wow, bánh xe của mình quay rất là kíp luôn nhá. Bây giờ mình lắp hai bánh trước vào nữa. Ok, hai bánh của đều có màu vàng này, rất là xịn luôn nhá. Tiếp tục nhá, mình sẽ siết chặt vào này. Ok rồi bạn ơi, quay nhá. Bíp 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 bíp. Wow, đây là một chiếc xe tải chở hàng nhé các bạn nhá. Wow, bạn này có một chiếc thùng đằng sau này. Wow, có màu đỏ luôn nhá, transport luôn nhá các bạn nhá. Đây là sau cái kiểu bạn này có thể mở được ra nhá. Thú vị chưa, rất là rộng luôn các bạn nhá. Ok, mình sẽ đóng vào này. Bạn này có một cabin màu trắng nhá, rất là đẹp luôn. Bên trên có hai chiếc còi luôn này, rất là ngầu luôn nhá. Bánh xe này được mình bảo dưỡng và quay rất là tít rồi nhá. Ok, mình sẽ di chuyển bạn này. Tiếp tục nhá. Wow, mình còn rất nhiều xe lên bạn ạ. Đây bạn ơi, đây mình có một chiếc xe này đây. Wow, một chiếc xe rất là mới luôn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bảo dưỡng bạn nhá. Lắp hai bánh trước này, cũng có hai bánh xe màu vàng luôn này, rất là xịn luôn nhá. Các bạn đợi mình một chút nhá, mình đang làm rất là cẩn thận. Đã xong hai bánh rồi nhá, quay thử này. Wow, quay rất là tiếp luôn các bạn ơi. Bây giờ sẽ là đến hai bánh sau đấy các bạn nhá. Một bánh này, có hai bánh đều là một màu hết nhá các bạn nhá. Tiếp tục là, ôi đã xong rồi nhá. Quay tiếp cho các bạn này. Xin giới thiệu, đây là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe chở nước các bạn nhá. Wow, có một chiếc tách đằng sau là màu trắng này, và bên trên này có một cái thanh vặn để mở trước tách này lên đây nhá, có màu xanh này. Đây, bên trên cabin này có màu đỏ này. Wow, hai chiếc còi màu trắng rồi, rất là xịn nhá. Hai bánh trải của bạn này có màu bạc nhá. Đây, quay rất thích luôn, di chuyển nhá. In. Tiếp theo các bạn ơi, một anh chàng cũng rất là quen thuộc với chúng ta, đó là một chiếc xe Ben đấy các bạn nhá. Anh xe Ben này từ công trường về đang trong quá trình bảo dưỡng nhá. Mình đã đem những chiếc lốp xe của bạn đi làm lại cho mới rồi nhá. Đây mình sẽ, bây giờ mình sẽ lắp những chiếc bánh xe của bạn vào nhá. Đây các ơi, hai bánh nha. Xịn chưa, quay rất là êm luôn nhá. Và bây giờ sẽ lại tiếp tục hai bánh nữa này. Wow, đều có một màu hết nhá. Hôm nay mình chơi có vui không các bạn ơi? Nếu mà các bạn thấy hay cho mình một like nhá. Rồi ok, quay nào. Chín. Đó, ngầu chưa, chiếc xe Ben của mình có một chiếc khoang cabin là màu cam này, và chiếc Ben của mình màu vàng luôn. Wow, rất là đẹp luôn nhá. Rất là xịn luôn. Ok, di chuyển nhá. 1, 2, 3. Wow, tiếp theo các bạn ơi, các bạn đoán xem đây là một chiếc xe gì đây? Một chiếc xe rất là thân quen của chúng ta nhá. Bây giờ mình sẽ lắp bánh cho bạn nhá. Tiếp tục nhá. Ok, một bánh này, hay quá các bạn ơi. Bíp. Tiếp tục nhá, còn một bánh nữa nhá. Ok, xong rồi nhá. Wow, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe máy múc các bạn nhá. Có một màu vàng trông rất là đẹp này. Có một chiếc múc này, đưa ra đưa vào này, quay trái này, quay phải này. Rất là xịn luôn nhá. Bạn này có một khoang cabin là màu vàng này, tất cả đều chiếc múc và chiếc thanh trục là đều có màu vàng hết nhá. Rất là xịn luôn, anh cảm chiếc của bạn đây. Rất là ngầu luôn các bạn nhá. Ok, đây là hai chiếc đèn hậu nhá. Quay trái này, quay lạng sau này, múc cát này. Múc này. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển bạn nhá. Mình sẽ đi làm việc đây. Win. Bum. Tiếp theo các bạn ơi,
đoán xem đây là chiếc xe gì. Mình đoán là rất nhiều bạn biết chiếc xe này nhá. Đó là một chiếc xe thân quen của chúng ta, đó là một chiếc xe trục bê tông các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp hẳn chiếc nhá. Đó, hai bánh này, in tiếp tục nhá. Còn một chiếc bánh ở đây. Ok, có bánh màu vàng luôn nhá. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Mình rất vui khi làm một vụ lắp ráp cái chiếc xe này nhá. Ok, quay này. Pip. Đó, xe của mình rất là đang hoàn thiện đấy nhá. Đấy, một chiếc xe trộn bê tông này. Có một chiếc khoang cabin này màu vàng này. Đó, cũng còn màu trắng này. Đấy, và đây là chiếc bồn của chúng ta nhá. Quay rất là đều luôn các bạn ạ. In. Và đây, bây giờ mình sẽ chuẩn bạn đi ra công trường để nhào bê tông nhá. In. Tiếp theo các bạn ơi, một nhân vật cuối cùng của chúng ta đây. Một chiếc bánh này, hai chiếc bánh này, ba chiếc bánh nha. Và đây mà chiếc bánh cuối cùng của chúng ta đây. Ok, các bạn đoán được xe này là xe gì chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Bây giờ mình sẽ lắp ráp rồi chúng mình sẽ cùng đoán nhá. Hai bánh này à. Đó, bin. Đó, quay rất là kíp luôn các bạn ạ. Ok, hai bánh tiếp theo nhá. Rất là tròn luôn các bạn ạ. La răng này, la răng của chiếc bánh này. Wow, rất là xịn luôn nhá. Ok, mình sẽ siết chặt như con ốc vậy nhá. Ok, quay thử này. In. Rất tay đúng không bạn ơi? Wow, bây giờ chúng ta sẽ cùng đoán chiếc xe này xe gì nhá. Đây là một chiếc xe làm sạch môi trường. Wow, đó là một chiếc xe chở rác các bạn ạ. Bạn này có một khoang cabin màu cam này, trông rất là đẹp này. Và bên trên có hai chiếc còi này, màu trắng này. Và đây là một chiếc đèn chiếu xa nhá. Rất là ngầu luôn. Đây là thanh cản để chống va chạm của đằng trước nhá. Và đây là chiếc thùng của chúng ta đây, cleaner nhá. Đó là một chiếc thùng chở rác nhá. Mình sẽ mở chiếc thùng ra này. Wow, rộng chưa các bạn ơi? Rất là rộng rãi luôn nhá. Và đây là hai chiếc đèn hậu này. Và biển số của bạn đây 268933 nhá. Wow, rất là đẹp luôn. Đây là hai ống xả đây, rất là ngầu luôn. Ok các bạn, vừa rồi mình vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ rất là vui luôn, đó là lắp ráp chiếc xe. Các bạn thấy hay cho mình nút like, nút subscribe nhá. Bây giờ mình cũng xin được phép kết thúc video tại đây nhá. Các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo nhá. Bye bye.